Dạ em Phúc nhà lưu trú Thủ Đức xin kính chào quý khán giả xem video trong và ngoài nước. Lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ cái video ngày hôm nay em cũng xin phép quý khán giả cho phép em chia sẻ cái video. Trong suốt cái thời gian mà làm thiện nguyện từ khi mà chỉ thị 16 đến giờ đó cô chú, là tháng này em được YouTube có gửi qua cái mail cho em là được 100 lẻ mấy đô đó cô chú. Thì 100 lẻ mấy đô đó trừ cái tiền thuế, mà bên Hoa Kỳ của YouTube trừ, thì YouTube sẽ chuyển vào tài khoản đô cho em là 90 mấy đô. 90 mấy đô đó thì em đổi ra khoảng 2,2 triệu đó cô chú. Thì nói chung á, là YouTube họ sẽ thanh toán tiền lương cho mình vào từ ngày 22, trễ nhất là ngày 26 tây hàng tháng. Nhưng mà ví dụ là cái tháng đó mình làm không được 100 đô thì YouTube không có chuyển nha cô chú. YouTube sẽ là cộng dồn vào những tháng tiếp theo. Khi nào mà từ 100 đô trở lên YouTube mới chuyển cho mình. Rồi sau đó là YouTube sẽ trừ thuế ra, còn lại bao nhiêu YouTube sẽ chuyển cho mình. Thì 3 tháng trở lại đây là 3 tháng luôn nha cô chú. 3 tháng thì của em được 100 lẻ mấy đô đó, thì YouTube sẽ trừ ra hết 10 mấy đô, còn lại 90 mấy đô là YouTube sẽ chuyển vào tài khoản đô cho em. Thì trong 3 tháng là tháng này là em được nhận 9 mấy đô đó, thì nếu quy đổi ra khoảng 2,2 triệu đó cô chú. Thì một lần nữa em cũng cảm ơn quý khán giả trong và ngoài nước trong suốt thời gian vừa qua ủng hộ kênh Phúc Nhà Lưu Trú của em, để em có một cái khoản YouTube xác nhận là đối tác để chi trả cũng như là tháng này. Thì về cái việc mà YouTube sẽ chi trả cho em sẽ làm gì, em sẽ mời quý cô chú anh chị cùng theo chân em để xem là cái tiền mà YouTube xác nhận trả cho em làm những cái việc gì tiếp theo. Em mời cô chú còn trước dịch đó cô chú, trước dịch với đến thời điểm gần đây đó là em đi sẽ chia sẻ những câu chuyện thiện nguyện trên kênh của mấy anh em đó, là đa phần là kênh của anh em nào thì em để cho anh em đã tự nhận, em không có nhận một khoản nào từ trên kênh của anh em. Tại vì em thì cũng có một cái việc làm riêng, em làm thiết kế, em nhận thiết kế xây dựng về nhà làm, nên em cũng có cái khoản thu nhập. Anh em nào đi cùng với em mà quay là những thời gian suốt vừa qua là anh em đã tiền YouTube của anh em là anh em tự nhận Dạ bây giờ em mời cô chú anh chị cùng theo chân em để xem là cái tiền YouTube đó em sẽ làm những gì. Dạ em mời cô chú. Khi mà mình nhận tiền YouTube đó cô chú, thì YouTube sẽ gửi cho mình một cái thư qua mail, sẽ thông báo mình là tháng này mình nhận được bao nhiêu tiền, rồi trừ tiền thuế ra bao nhiêu, mình còn được nhận lại được bao nhiêu. Thì em sẽ đăng luôn cả cái thư mà YouTube gửi qua mail cho em, và gửi qua Gmail đó cô chú. Cái thư mà YouTube gửi qua Gmail để thanh toán tiền YouTube đó, cái chữ hơi nhỏ, mong quý cô chú anh chị chịu khó xem qua giùm em. Nói chung là đây cũng là một cái lần đầu tiên mà được nhận tiền YouTube. Tuy là nó được hơn 2 triệu nhưng mà cảm thấy là rất là vui luôn cô chú anh chị. Cũng luôn luôn cảm ơn quý khán giả luôn đồng hành và ủng hộ kênh để em có được một cái khoản để em sẽ chi phí những cái việc là như là em vừa rồi là cô chú anh chị cũng nhìn thấy đó, cô chú. Dạ cô chú anh chị xem qua cái thư mà để thì mình xem thực tế, để có nhiều cô chú anh chị nói là sao mà tiền YouTube có bao nhiêu đó. Có một phần cô chú anh chị để là phần comment cứ nghĩ là tiền YouTube nhiều lắm. Cũng thưa với cô chú anh chị, đây là lần đầu tiên em nhận tiền YouTube đó cô chú Rồi tôi mời cô chú anh chị xem qua cái thư của bên YouTube gửi qua mail chưa cho em đó cô chú. Cô chú anh chị, là lúc nãy em mới nói cô chú anh chị đó là với cái số tiền mà em nhận từ YouTube thì em sẽ làm gì. Thì bây giờ em cũng xin bật mí cô chú anh chị luôn. Hiện nay là em đang ở bệnh viện thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây cô chú, đây là súp cua. Trong cái thùng súp cua này, ở dưới này là nó sẽ có cái bếp nha cô chú. Cái này là mình, ở dưới này mình đang đốt cái bếp đúng không chú? Đó, thì em sẽ đặt mua súp cua của chú. Cái ly này là nóng luôn nha cô chú anh chị, có nghĩa là chú nấu ở nhà xong rồi. Đây, nó có cái nồi cách thủy, thì ở dưới chú có cái bếp. Đó, hai bên là chú có hai cái nồi, bên đây một nồi,
bên đây một nồi, là chú có hai nồi, thì ở phía dưới đó là chú đang đốt lửa ở dưới, ở trong cái hộc gì thế này, nên là súp cua lúc nào cũng nóng hết đó. Thì bây giờ là chú sẽ múc để lên trên, rồi sau đó em sẽ đưa vào trong giường bệnh em phát. Giờ là đang ở cổng bệnh viện luôn cô chú. Thì một tí con nhờ chú ở đây, nếu mà có bệnh nhân ra lấy thì chú phát giùm con, để con đưa lên trên con phát cho nó lẹ, cho bà con cô bác cũng kịp giờ ăn. Giờ này cũng trễ rồi cô chú anh chị. Đây, thì bây giờ là chú đang múc đây. Súp cua chú rất là ngon nha cô chú. Tại vì nhà em là hay mua súp cua của chú, thì em có đặt chú trước và em cũng có hẹn với chú rồi. Thì những cái phần súp cua ngày hôm nay là từ thu nhập từ YouTube thanh toán cho em trong 3 tháng này, thì mới gom lại được hơn $100. Thì trừ tiền thuế ra còn chín mấy đô YouTube chuyển vào tài khoản. Sao nhưng mà em cũng chưa rút, thì em sẽ dùng cái tiền của em trước để em mua những cái phần súp cua như ngày hôm nay. Đang nóng luôn nha cô chú, đang trên bếp nóng luôn. Đây. Dạ để bình thường chú, để em gỡ đến bà con bệnh nhân ở bệnh viện. Một lần nữa em Phúc nhà lưu trú Thủ Đức gửi lời cảm ơn đến quý khán giả xem video trong suốt thời gian qua, ủng hộ em xem kênh em Phúc nhà lưu trú Thủ Đức và bấm cho em like, đăng ký, chia sẻ. Thì hôm nay em mới được từ cái khoản tiền của YouTube chi trả, em sẽ dùng cái tiền này mình mua thêm những cái phần thức ăn như là súp cua để gửi đến bà con bệnh nhân khó khăn trong bệnh viện. Thì những cái video trước kia em cũng có chia sẻ với cô chú á, là em nói là em là cái người chia sẻ về câu chuyện hình quay hình, cô chú anh chị xem video cũng đó cũng là một cái cùng chung tay với em. Tại vì chính vì nhờ cô chú anh chị mà xem video, bấm đăng ký, bấm like, bấm chia sẻ, và ngày hôm nay em mới được là YouTube chi trả những cái khoản tiền được tháng này. 3 tháng rồi, từ trước đến giờ lần đầu tiên được nhận tiền YouTube luôn nha cô chú, lần đầu tiên luôn. Thì em sẽ dùng cái số tiền này để gỡ đến mua những cái phần ăn gỡ đến cho bà con bệnh nhân. Đây, em quay cận lại cô chú anh chị xem phần súp cua rất là ngon. Giờ chú đang múc, chú bẻ bịch sẵn giùm con. Đây, chú đang múc. Thì bây giờ là mà em đang ở bệnh viện luôn nha cô chú. Đây. Chú biết ở đâu mà con có tiền mà con mua súp cua của chú không? À, cũng thưa chú là gì, trong suốt quá trình làm YouTube, là cái tháng này là cái tháng đầu tiên được YouTube xác nhận là đối tác, nên là từ cái chú để em con, chú múc cho đủ thêm con đi chú. Từ cái tiền này á chú, là cũng là quý khán giả xem video là xem cái kênh con đó. Rồi YouTube nó tính cho mình thành giờ, rồi tới đến từ ngày 22 đến ngày 26 là YouTube hàng tháng YouTube sẽ thanh toán cho mình. Thì con sẽ dùng cái tiền này để là con mua lại những cái phần ăn để gửi đến cho bà con bệnh nhân. Cái này là theo con nghĩ á, là không phải là cái khoản này mà một mình con mà làm ra, mà cũng là nhờ quý khán giả xem video nên là con mới là được cái khoản chi trả từ YouTube. Thì con đại diện quý khán giả là mua những cái phần ăn gửi đến cho bà con bệnh nhân. Đó. Ở trong đó có bếp hả chú? Đây 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 thấy chưa? Trong có bếp nè. Đó. Đó, bây giờ chú múc. Bốc khói luôn rồi nha cô chú anh chị. Đây cái phần súp cua rất là ngon, tại đậu bên hông sợ kẹt xe hơi tối. Đây đang bốc khói nè. Rất là nóng. Tắt lửa được rồi chú. Tắt lửa được rồi. Nó nóng để mình tắt vô nó ngủ. Dạ. Nói chung ở bệnh viện nãy giờ 1000 phần phát cũng hết nữa. con hay phát bệnh viện này với bệnh viện Thủ Đức. Ở bệnh viện Thủ Đức với bệnh viện Ung Bú. Ở đây là Thủ Đức rồi. Với bệnh viện Ung Bú. Chú thiết kế cái này rất là hay luôn cô chú. Tại vì cái xe gì nè, chú thiết kế trong này có cái bếp, trên này cái nồi, trên này có cái bếp đây. Cái bếp nằm ở trong cái hộc trong này. Thì chú sẽ đốt cái bếp ở trong này thì lúc nào nên là cũng nóng hết. Nên bây giờ mình có chạy đi mấy tiếng sau vẫn nóng. Tại vì cái này là mình vừa chạy đi bán là
vừa nấu ở trong này là nấu sẵn ở nhà hả chú ha? Ừ, sẵn. Dạ. Dạ. Đây coi chú, đó, trong đó là có cái bếp luôn nha. Thì cái này là em chiều là em đã liên hệ đặt trước chú à. Thì bây giờ trời cũng hơi tối, tại vì em phát buổi tối cho bà con cô bác kịp ăn luôn cô chú. Hôm nay là ngày 27 hả chú? 27, 28 ta. Bữa nay Tây là 27, 28 thì con quên. Đó, nhìn hấp dẫn không coi chú. Cái này tại đang đậu bên hông bệnh viện cô chú nên không đủ ánh sáng. Tại vì đang đậu bên hông múc xong rồi em đưa vô giường bệnh. Nếu mà ở đây mà đủ ánh sáng á, là quay là nhìn đẹp lắm. Quay là nhìn rất là đẹp luôn. Bảy triệu tiền xúc tua hả chú? Là bên nhà dòng đặt lần 7 triệu. Dạ. Tại vì chú á, là chú lần chú thuận tiện cái gì nè, tại chiếc xe của chú là trong đó có cái bếp nên là bà con cô bác người ta muốn mua đặt để đi gửi tặng nơi xa đó là chú chạy tới nơi nó vẫn nóng. Còn giống như mình mua chỗ khác cái mình đem đi nó nguội ngắt rồi. Như giờ cô chú anh chị thấy đang bốc khói luôn á, tại chỗ này tối quá. Đó, chú anh chị thấy bốc khói không? Tại đang chú vừa múc lại dưới nó có cái bếp luôn. À, đây cô chú, thì bây giờ là em bắt đầu em chuyển vào phía bên trong bệnh viện để em phát. Rồi thì chú ở ngoài chú tiếp tục chú múc. Rồi em sẽ nhờ chú là vừa múc ở đây thì có bệnh nhân ra thì phát thì hộ em luôn. Thì thôi bây giờ em mời cô chú anh chị cùng theo chân em. Bây giờ em tiến vào bên phía trong cổng bệnh viện. Đó, em cũng có nhờ chú là bệnh nhân ra thì chú múc cho bệnh nhân luôn. Thì bây giờ em sẽ chắc vào cái sọ em bê lên trên phòng bệnh. Đây em đang có mặt tại bệnh viện thành phố Thủ Đức. Em mau vào tới bên phía bên trong bệnh viện đây cô chú. Bà ơi, con gửi súp cua nè. Súp cua thiện nguyện, nóng luôn bà. Bà nhà bà lấy giùm con. Một hộp giùm con, bà lấy một hộp giùm con. Rồi bà lấy từng hộp giùm con để gớt. Tại con đi có mình con à. Một. Rồi bà lấy cái nữa. Rồi con chúc bà ngon miệng nha. Dạ cái này nóng luôn. Con đặt của người ta mang tới bệnh viện luôn á. Dạ dạ. Dạ dạ bà lấy giùm con. Dạ. Cô chú anh chị nào mà có người nhà thì bước ở phía bên ngoài lấy giùm em ha. Ngoài cổng bệnh viện. Tại em đi có mình con chú đang múc ở dưới. Con gỡ bà. Cô chú anh chị nào có người nhà thì xuống dưới lấy giùm em. Con chúc bà ngon miệng. Nóng luôn nha bà, chừng phỏng nha. Rồi con chúc bà ngon miệng. Bà ơi, bà biết là cái phần này là ở đâu mà con có không? Con nói cho bà vui mừng cùng con nha. Lần đầu tiên con nhận được tiền YouTube là được quý khán giả ủng hộ xem video. Nên là con sẽ dùng cái tiền này con mua những cái phần ăn con phát cho ông bà buổi tối. Con chúc bà ngon miệng nha. Cái tiền này là không phải một mình con mà con làm được, nhưng mà nhờ quý khán giả ủng hộ đó. Dạ con chúc bà ngon miệng à. Nóng cầm quay đi bà, cầm quay nóng. Súp cua. Dạ dạ con đem tới liền. Anh chị nào mà có người nhà chăm bệnh xuống dưới cổng lấy giùm em ha. Tại em đi một mình á. Ở dưới cổng đang có ông chú, ông đang múc ở dưới. Đây cô. Coi chừng gớt. Rồi đợi em quay lại liền. Ông ơi. À. Súp cua bao ngon luôn. Dạ con chúc ngon miệng nha. Rồi chúc gia đình mình ngon miệng. Dạ. Con gửi súp cua cho nhà mình bà. Đây là bệnh viện Thủ Đức cô chú. Em lên đến phòng bệnh em phát. Gia đình mình có ai có người nhà mà nuôi bệnh á, bước xuống dưới lấy giùm em ha. Tại em đi có một mình ở dưới. Ngay ai ở dưới cổng luôn. Dạ thôi là chú đi có mình chú con gửi chú luôn. Đây cô.
Dạ cảm ơn cô. Rồi con chúc ngon miệng. Chú ăn súp cua chú, nóng nha, chừng phỏng nha. Cái này là con đặt người ta nấu, người ta để lên bếp, người ta mang tới đây mới múc. Nên là lúc chú giờ vẫn còn nóng luôn á. Thôi con chúc gia đình mình ngon miệng nha. À, cô bác nào có nhận thêm thì bước phía xuống dưới cổng á, nhận giùm con nha. À, cũng thưa với cô chú là hôm nay cái phần súp cua này con phát là cũng là cái lần đầu tiên con được nhận tiền YouTube. Nên là con mua những cái phần súp cua con phát gửi đến bà con bệnh nhân mình ăn để là ấm lòng. Không phải là cái phần cái tiền YouTube này một mình mà con làm ra, mà nhưng là cũng được nhờ quý khán giả xem video ủng hộ kênh. Nên là con được cái tiền YouTube tháng đầu tiên. Con của anh là con gì? Dạ Phúc, nhà lưu trú Thủ Đức. Dạ cảm ơn chị. Dặn cái này lên trên phòng giường bệnh chị phát giùm em nha. Dạ thì bây giờ có một mình em đó cô chú anh chị. Em nhờ hai người nhà của bệnh nhân ở trong bệnh viện Thủ Đức. Nhờ hai chị là phát hộ. Cảm ơn chị rất nhiều. Dạ. Không dạ. Bệnh nhân không xuống được nha. Dạ. Lần đầu tiên là em được nhận tiền YouTube luôn á. Cảm ơn nha. Dạ dạ rồi. Anh chị lên phát giùm em ạ. Thì bây giờ em sẽ tiếp tục em xuống em xuống để em đeo thịt lên, thì cũng là có được hai chị nuôi người nhà bệnh nhân đó cũng là xuống mang lên để phát giùm em, thì em cũng gỡ lên phát cho lẹ để kịp giờ cho bà con cô bác ăn đó cô chú anh chị. Ở đây á chú, không phải nói chứ 1000 phần phát cũng hết nữa. Đông lắm chú ơi. Nóng mà bếp nóng chú xúc mồ hôi luôn. Con chỉ chị á, con chỉ hai chị đó nói là xuống lấy xuống dưới này nhận lên phát giùm con. Dạ. Phát cho lẹ để kịp giờ, thì bây giờ em đang chờ chú múc. Đây là cô chú. Nhìn rất là ngon, hơi tối nha. Đây cô chú, bây giờ em gọi đèn lên nè, em quay nè, nhìn nha. Đó, nhìn rất là hấp dẫn. Có hai chị đó cũng đỡ lên phát giùm con lẹ. Giờ em đang chờ cho chú múc xong cái lẹ em đưa cho lên. Súp cua này là có cua chế trứng, cua hải sản đó, súp cua hải sản đó cô chú, rất là ngon luôn ạ. Em thường ăn chỗ này nhưng mà đợt này là không có ăn để review được, tại vì em đang ăn chay 1 tháng, chứ mọi lần là đôi khi mà em đi khác thì phát thiện nguyện đó, mà nấu ăn ở nhà em vậy là em cũng ăn review, nhưng mà có một cái là đợt này là em ăn chay tới 1 tháng nên là đợt này không có ăn để review được cô chú. Đây bây giờ là chú múc là sắp hết rồi nha cô chú anh chị. Đây đó. Cua nè. Cua rồi tép hả chú? Cua. À không, cua không, cua với trứng. Với thịt với trứng. Nấm đồng cô. Dạ, đây cô chú. Đó. Cái nồi này mà để tới ngày mai vẫn nóng, tại vì ở dưới cái nồi là có cái bếp. Chú xúc mồ hôi luôn à, nhìn nè. Chú đứng chú múc mà chú xúc mồ hôi luôn. Chú giảm lửa được rồi. Có rồi. Dạ dạ. Nhưng mà cái nhìn, nước nó vẫn còn. Nhìn rất là ngon cô chú. Con nhờ chúng là để lấy phát phụ cho lẹ, chứ mình con hơi lâu. Con nhờ cho lẹ tí. Hồi trước con cũng định thiết kế chiếc xe gì nè, cái con đi phát đồ ăn á, để cho nó nóng. Nhưng mà có một mình là không nổi. Làm nấu đồ nó hết luôn. Dạ. Rồi bây giờ tới em quay trở vô bệnh viện em phát thêm một chuyến nữa nha cô chú. Chuyến này xong. Thì lúc nãy cũng có nhờ hai chị nuôi bệnh nhân ở trong bệnh viện Thủ Đức xuống nhận để lên phát. Thì bây giờ em vào em phát tiếp theo. Em mời cô chú anh chị cùng theo chân em. Không, con gỡ súp cua. Không, cái này là em tặng thiện nguyện. Đang nóng, chị cầm quay nóng. Cầm một phần giùm em rồi, cảm ơn. Chị có mua đâu, cái này em hỗ trợ tặng. Cảm ơn gia đình, chúc gia đình ngon miệng. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Cá ở đâu mà nhiều vậy? Dạ không, súp cua hải sản. Mà mua mà... Dạ không, cái này con tặng cho cô thiện nguyện, không phải mất tiền. Cho em cái. Dạ. Cái. Ủa,
cái tự nguyện đi 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 vòng vòng vậy. Dạ. Thôi nóng ra lên trời ơi. Đây đây đây. Cho mẹ em hộp. Đây 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 đây. Mỗi người một hộp, mỗi người một hộp. Tiền hộp để cho trời đến em. Rồi em vô. Rồi em chúc nhà mình ngon miệng nha. Đừng có tiền góp, đây đây cái tao ngoài đúng rồi đó. Rồi 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 đây đây. Rồi rồi rồi, chúc cả nhà ngon miệng nha. Sao chị? Sao? Tưởng em bán giúp cô hả? Rồi em gửi. Còn hai hộp này là của hai chị kia nãy chứ dặn rồi. Nói chung là hồi nãy một mình em phát hơi lâu, nhưng mà em nhờ hai cái chị bệnh nhân phát, hai cái chị nuôi bệnh đó phát hộp. Súp cua này không phải là em nấu mà là em mua. Chị thấy nóng không? Dạ nóng. Tại vì cái chú bán đó, chú mang cái bếp theo xuống tới bệnh viện luôn. Dạ dạ. Rồi em mang lên em phát. Rồi em chúc cả nhà mình ngon miệng nha. Chúc anh trong chị sống may mắn nha. Chị biết ở đâu mà em có phần những phần súp cua thế này không? Dạ. Em có cái kênh thiện nguyện. Thì cái kênh của em là tháng này là được doanh thu từ YouTube chi trả. Thì em sẽ sử dụng cái số tiền mà YouTube chi trả cho em đó để em là mua những cái phần ăn thiện nguyện gửi đến bà con bệnh nhân mình ở bệnh viện Thủ Đức có những hoàn cảnh khó khăn. Những cái khoản mà chi phí ngày hôm nay mua súp cua, em cũng là nhờ quý khán giả mà luôn đồng hành cùng em xem video nên là YouTube chi trả cho em hàng tháng vậy đó. Kênh của anh là kênh gì ạ? Dạ kênh của em là Phúc Nhà Lưu Trú Thủ Đức. Dạ thôi em chúc gia đình mình ngon miệng nha. Dạ em chào, con chào bà con cô bác nha. Dạ. Dạ. Dạ video đến đây em xin kết thúc. Em hẹn gặp lại quý cô chú anh chị video clip tiếp theo ạ. Dạ xin chào cả nhà mình ạ. Chúc cả nhà mình là mau hết bệnh ạ. Dạ.